Hello mọi người, tôi là Vinh. Sau đây mình sẽ làm một cái video để cảnh báo một số anh em nào mà bị cái trường hợp giống như vậy. Thì hôm nay bạn đại học của mình cùng quê mang qua cho mình ba cái máy và hỏi mình phải là máy thật hay không. Thật sự thì mình nhìn vô là mình biết đồ giả rồi. Nhưng mà cái câu chuyện đằng sau mới là cái vấn đề. Đây là ba cái máy đựng trong một cái bịch như thế này. Kịch bản của những cái câu chuyện này là như thế này. Bạn đang chạy ngoài đường, bận đồ lịch sự, bạn đàn ông, thì sẽ có một cái anh bận đồ công nhân chạy đến bên bạn rồi nói: "Anh ơi, em hết tiền quá, kẹt tiền quá, anh mua em mấy cái máy này em mới lấy tuồn từ công ty ra." Và họ sẽ cho bạn một cái hóa đơn để cho bạn xem là cái máy đó là mới mua, và cái máy hóa đơn đó thì sẽ ghi một con số thật là sự khủng khiếp. Khủng khiếp. Ba cái máy ở đây: một cái máy mài, một cái máy khoan, cái máy GSB13RE, hàng giả nha, hàng giả nha, hàng giả nha. Thì ba cái máy này mà nó đưa một cái hóa đơn là 9 triệu, tức là một cái máy như vậy là 3 triệu. Mọi người thấy nếu mà chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ bị chết. Thì nó là: "Ok, giờ 9 triệu anh đưa em 5 triệu đi nhậu thôi." Thì mọi người đem 5 triệu là dính cũng chết. Cái máy mài Boss này, chẳng hạn con này là con, nó sẽ giống cái con G660 060, chỉ con đó tầm khoảng 900 ngàn thôi. Cái máy khoan này cũng vậy, tầm khoảng dưới 1 triệu. Cái máy này khoảng 1,4 triệu. Thì mình tổng là ba cái này nó chỉ có, nếu mà mua hàng thật nó cũng chưa đến 3 triệu nữa. Nhưng mà nếu mình mua đồ giả mà mình bị lừa thì mình sẽ còn hố xem tới một triệu mấy là 2 triệu ha. Thì làm sao để chúng ta biết đồ đó thật hay giả? Mình sẽ chia sẻ một người rất đơn giản. Đồ thật không bao giờ có giá như vậy. Thứ hai á, là đồ thật luôn có cái tem gọi là tem chống giả. Cái tem này không phải là tem bảo hành của hãng. Tem của hãng là tem của hãng ghi chữ Boss. Và khi mà chúng ta cạo cái lớp tem nó ra, chúng ta nhắn tin thì nó sẽ luôn luôn có một cái con số trả về cho chúng ta. Đó là hàng chính hãng, bảo hành bao lâu đó. Thứ hai là đồ Boss á, thì tất cả những cái tem dán này nè, nó rất là sắc sảo, nó không có, nó xấu như vậy đâu. Cái này là tem mà chúng ta nhìn vô chúng ta có thể gỡ ra được. Nói chung nó rất nhìn vô là biết đồ giả rồi, nó dán không có ngay. Cái màu cũng khác, đây không phải là màu của Boss, màu của Boss nó nhạt hơn. Từ cái dòng Professional của Boss thì nó sẽ có màu giống giống như thế này. Cái này làm khá là giống luôn nè, anh em thấy nó làm cực kỳ giống, nó bắt chước đến bộ độ cực kỳ tinh xảo. Mấy Trung Quốc này hay lắm đó, nó có phần cao su mềm phía sau ha, có khắc nổi luôn. Nhưng mà cái khắc nổi á, anh em nhìn thấy rõ ràng cái khắc nổi của nó, nhìn nó không có đẹp, nó có cái ba vớ phía sau cái khuôn. Nhìn nó không có đẹp. Đây cũng vậy, hai bên đều vậy. Đây là giống như vậy, cái khuôn này á, cái phần dập nổi này á, là nó làm sim, làm thêm sao vậy đó, chứ không phải là nó làm lúc đầu. Nó khác. Rồi, cầm cái máy lên thì thật sự chúng ta cũng khó biết lắm. Chủ yếu là chúng ta nhìn về cái kinh nghiệm của mình về mức độ giá tiền. Đây là cái máy mài cũng vậy. Cái bộ này thì cái thằng này nó bán thì hên nó xui, nó gặp bạn mình nó hết tiền, nó còn 600 ngàn thôi, nó vớt nguyên cái bộ này 600 ngàn. Ý thằng đó mình nghĩ nó cũng lời đâu đó khoảng trăm ngàn, trăm mấy, vớt vát. Bạn ấy từ 9 triệu mà bán còn xuống 600 ngàn là một cái sự thật mà không thể nào chấp nhận được. Đâu có ai bị khùng như vậy đâu ha. 6 triệu, 9 triệu mà giảm xuống 600 ngàn đó là chúng ta hãy tỉnh táo khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp như thế này. Đương nhiên cái đồ này á, thật ra thì xài thì cũng được đó, chứ không phải là không xài được đâu. Tới ngày chúng ta vẫn có thể xài được, vẫn có thể làm lặt vặt trong nhà mình vẫn có thể xài. Nhưng mà chúng ta bị lừa ở đây là chúng ta lừa cái niềm tin đó, chúng ta bị mất cái niềm tin cho xã hội này. Người ta lừa mình, người ta nói là hàng thật, cam đoan hàng thật, nhưng mà chúng ta lại mua cái đồ là hàng giả. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến những người buôn bán như mình. Chẳng hạn như mình buôn bán đồ thật, mình sẽ bị mang tiếng. Và nó cũng ảnh hưởng đến thị trường đó. Thị trường thay vì mọi người bỏ tiền đó mua cái máy thật thì mọi người phải mua cái máy giả. Máy giả thì chắc chắn là sẽ không có thuế rồi, không có thuế má, cũng không có những cái giấy tờ, cũng không có bảo hành, mua xong thôi. Đồ này khi chúng ta mua, chúng ta mang đến trung tâm bảo hành nó sẽ trả về hết, nó cũng không chấp nhận sửa, không chấp nhận sửa cho mình. Hãng sẽ không bao giờ sửa cho chúng ta những cái máy này vì đó là hàng giả. Mặc dù nó có phụ kiện có thể thay thế cho mình nhưng nó sẽ không sửa. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình khi bán hàng, hay thấy đây là hàng giả nó sẽ trả về ngay lập tức, không nói nhiều. Ok, mình chia sẻ video này để cho mọi người xem cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta vô tình gặp phải á, thì chúng ta tỉnh táo, chúng ta không có bị lừa ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Tôi là Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.